Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc triển lãm di sản văn hóa danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống. Tới dự có đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và các tỉnh có đoàn tham dự triển lãm cùng đông đảo các văn nghệ sĩ. Triển lãm di sản văn hóa danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, các di tích danh lam thắng cảnh của Việt Nam với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế, khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa du lịch giữa các địa phương, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước con người Việt Nam. Triển lãm giới thiệu tới nhân dân trong nước và quốc tế các sản phẩm của nghề thủ công truyền thống, động viên khích lệ tinh thần lao động sáng tạo và là dịp để các nghệ nhân giao lưu học hỏi kinh nghiệm, quảng bá về tiềm năng du lịch làng nghề, mở rộng mối quan hệ giữa các làng nghề, giữa người sản xuất với du khách. Triển lãm được chia thành các khu trưng bày có quy mô lớn như khu trưng bày các di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, gồm 350 bức tranh. Khu trưng bày tôn vinh sản phẩm tiêu biểu, giới thiệu gần 200 sản phẩm của các nghệ nhân thợ giỏi đến từ các làng nghề. Gốm sứ Phù Điêu Hải Phòng, chạm bạc Định Công, đúc đồng Ngũ Xã, lụa Vạn Phúc, cói Kim Sơn, theo gen Văn Lâm, gốm Gia Thủy, Ninh Bình, hoa giấy Thanh Tiên, Thừa Thiên Huế, khu kể chuyện bằng nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, chủ đề hoa lư nét cổ kính còn mãi với thời gian, triển lãm du lịch qua các lễ hội truyền thống Việt Nam. Song hành với triển lãm là các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật của các đoàn biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân gian như hát sầm, ca trù, chồng văn, quan họ, bài chòi, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên. Triển lãm mở cửa từ ngày 17 đến hết ngày 24 tháng 12 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh với nhiều hoạt động và nội dung phong phú.